Lê Ngọc xin kính chào quý vị. Và tiếp theo Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với Hậu trường WikiLeaks của tác giả Daniel Domscheinberg, phần 2, Cuộc chiến chống lại những con gấu. Vào tháng 1 của năm 2008, khi bắt đầu làm việc chính thức cho WikiLeaks, lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với một vụ việc liên quan đến những thông tin bí mật. Có ai đó nắm trong tay số liệu tính toán, sơ đồ hoạt động, quá trình làm việc, các hợp đồng của một ngân hàng tư rất lớn tại Thụy Sĩ và gửi cho chúng đến hộp thư điện tử của WikiLeaks. Tôi cùng với Julian Assange mất một vài ngày để xem xét, nghiên cứu các tài liệu trên. Hàng trăm trang thư nội bộ, thẻ nhớ và các tính toán của hệ thống ngân hàng mà Julius Baer nắm quyền sở hữu. Khách hàng gửi tiền vào các ngân hàng Thụy Sĩ không chỉ vì họ yêu cái không khí trong lành của dãy núi Alpen. Các số tài liệu trên giấy tờ cho thấy một khối lượng tài sản của cá nhân trốn thuế lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Mỗi khách hàng có tài sản khoảng từ 5 cho đến 100 triệu Mỹ Kim, và với số tiền thuế trốn thuế của những người có thu nhập cao này, nhà nước có thể có tiền chi cho vô số dự án xã hội. Thủ đoạn của ngân hàng này rất tinh vi, một hệ thống rửa tiền hoàn hảo đã được thiết lập giữa các công ty ngầm và các nhà tài phiệt kinh tế, khiến cho số tiền được trung chuyển đến đảo Cayman này không hề bị phát hiện. Hành vi luồn lách, trốn thuế của ngân hàng Julius Baer không chỉ nhằm phục vụ lợi ích của khách hàng, mà còn bỏ túi một số tiền không nhỏ. Phải thừa nhận rằng những người thiết lập ra hệ thống giao dịch tiền tệ này quả là rất lấu cá, khôn khéo. Chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng từng tài liệu, viết một bản tóm tắt và lần lượt tung số tài liệu nói trên lên mạng. Chúng tôi cũng gửi thông cáo báo chí cho giới truyền thông. Sau đó, Julian Assange và tôi hồi hộp vô cùng, chờ đợi phản ứng đầu tiên. Và hôm đó là ngày thứ hai, ngày 14 tháng 1 của năm 2008. Hôm sau, nơi tôi đang làm việc có tổ chức một buổi họp của hãng. Đó là cái cảnh 15 cho tới 20 người bị nhốt vào trong một căn phòng chật hẹp, ngột ngạt và mắt dán vào các bảng hiệu Excel. Thời gian dài đằng đặc và kim đồng hồ treo trên tường hầu như không nhúc nhích. Cứ 5 phút một lần, tôi lại kiểm tra điện thoại di động xem có tin mới nào đến từ Google News hay không. Tôi biết chắc rằng sẽ có cái gì đó xảy ra, nhưng không rõ nó xảy ra vào lúc nào. Các website thường có các phần mềm theo dõi cụ thể số lượt truy cập vào trang và mục nào được xem nhiều nhất. Nhưng WikiLeaks lại không có chức năng này. Vì thế, chúng tôi không hề biết đã có ai truy cập những thông tin mà chúng tôi vừa công bố hay chưa. Khi kết thúc cuộc họp, tôi nhanh chóng gói ghém đồ đạc và chạy ra khỏi công ty ngay lập tức. Trên đường về, tôi ghé qua cửa hàng, mua một ít thịt, khoai tây và súp lơ. Về đến nhà, tôi vội vàng đặt những thứ đã mua lên trên chiếc bàn, nằm ở giữa bếp, rồi bật liền một lúc hai chiếc máy tính. Căn nhà của tôi nằm ở phía mạng tây của Wiesbaden. Căn hộ này có hai phòng, một gian bếp lớn và một phòng tắm. Phản ứng đầu tiên của Julius Baer đã được gửi đến, và nó đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa chúng tôi và những con gấu đầy quyền lực. Đó là một lời thách thức. Email này đã được gửi đến vào lúc 20:30 của ngày 15 tháng 1 năm 2008. Người gửi là một luật sư, làm việc cho một văn phòng luật tại California, thường đại diện cho các ngôi sao Hollywood. Bức thư được viết với một giọng rất là kẻ cả, tự nói rằng
ông ta là chủ sở hữu các tài liệu mật nói trên và yêu cầu chúng tôi phải gỡ chúng ra khỏi trang mạng WikiLeaks ngay lập tức. Julian đã trao đổi với tôi qua cửa sổ chat. Chết tiệt, cậu đọc đi. Tôi trả lời, chúng ta sẽ cho hắn biết tay. Tôi và Julian Assange luôn liên lạc qua chat, không bao giờ chúng tôi nói chuyện qua điện thoại. Đoạn hội thoại giữa tôi và Julian, giữa Wiesbaden và nơi nào đó trên thế giới, hàm chứa những tiếng kèn xung trận và tràn đầy sức mạnh. Vừa gọt khoai tây, luộc súp lơ và rán thịt, tôi vừa nghĩ cách làm thế nào để đi tới những bước tiếp theo. Tôi không hề lo lắng về những điều tồi tệ có thể xảy ra như là bị truy tố hay bị tịch thu các tài liệu trên. Chúng tôi đã chuẩn bị đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Những thông báo từ tòa án và các nhà chức trách dường như được viết ra chỉ nhằm mục đích tối đa gây cho người nhận một sự sợ hãi và giận dữ. Nhưng lần này thì ngược lại. Hãy đợi xem mèo nào cắn miêu nào. Và đó cũng là một cơ hội để thử xem chức năng hoạt động của hệ thống WikiLeaks, vốn được cho là vĩ đại trên lý thuyết, có hiệu quả bao nhiêu trong thực tế. Chúng tôi đề nghị văn phòng luật sư nói trên cho biết những số liệu cụ thể và thân chủ nào của văn phòng liên quan đến vụ này. Đồng thời, chúng tôi cũng thông báo với họ rằng chúng tôi sẽ cử một trong số những luật sư dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi làm đại diện giải quyết vụ này. Trên thực tế, Julian Assange và tôi không hề có một đội ngũ luật sư đông đảo và còn lâu mới có đủ tiền để mà thuê một luật sư riêng. Nói đúng ra, chúng tôi có liên lạc với một nữ luật sư tình nguyện giúp cho chúng tôi trong vụ này. Bà ta tên Julie Turner, sống ở tiểu bang Texas, và chúng tôi đã phải mất mấy ngày mới liên lạc được với bà ta. Tuy nhiên, Julian và tôi vẫn làm ra vẻ rằng chúng tôi có trong tay một đội ngũ chuyên gia pháp lý khá hùng hậu. Trong vụ việc này, tôi lấy bút danh Daniel Smith. Đó chính là tên chú mèo mà tôi hằng yêu quý. Cái bút danh này quả là không mấy mỹ miều, nhưng nó lại giúp cho tôi tránh được sự nhòm ngó, phát hiện của đám thám tử tư. Bởi vì chúng tôi nghe phong phanh rằng các ông chủ của những ngân hàng lớn đang đồng tâm hợp lực thuê các văn phòng thám tử nhằm lần tìm tung tích của chúng tôi. Kể từ vụ Julius Bohr, cái tên Smith luôn gắn liền với tôi cho đến tận bây giờ. Báo giới chỉ biết đến tên tôi, đó là Daniel Smith. Những ngày sau đó, tôi đã hết sức cố gắng, chỉ đi từ nhà đến chỗ làm việc, rồi từ chỗ làm việc về nhà. Tôi kẹp nách một chiếc máy cũ vào giờ nghỉ trưa, nói với cấp trên rằng tôi đang tìm cách sửa chữa, rồi chào, tạm biệt. Mỗi khi điện thoại reo trong giờ làm việc, tôi leo tận lên tầng 8 để nghe. Chẳng bao lâu, các bức thư điện tử liên tục được gửi đến hòm thư của chúng tôi. Nhiều nhân vật từ giới truyền thông và bảo vệ dân quyền Mỹ đã đứng về phía chúng tôi. Suy cho cùng, thì đó cũng là quyền lợi sát sườn của họ, bảo vệ người cung cấp thông tin và tự do báo chí. Một vấn đề cơ bản khác là những người muốn cung cấp thông tin về tình trạng bất công tại nơi làm việc thường bị ràng buộc bởi hợp đồng làm việc nội bộ và bị trói tay bởi các điều khoản bí mật, và số người này ngày càng gia tăng. Hành động tố cáo ở Mỹ đã được đánh giá cao hơn rất nhiều so với ở Đức, nơi những người dũng cảm nói ra sự thật thường bị coi là những tên chỉ điểm hơn là những người hùng trong trận chiến đòi quyền tự do thông tin.
đầu, đối thủ xem ra có vẻ đã đè bẹp được chúng tôi. Các luật sư bên Nguyên đã chọn kiện lên tòa án California vì một nguyên nhân rất đơn giản. Tên miền Wikileaks.org được đăng ký tại đây. Văn phòng luật sư này viện dẫn rằng một nhân viên từng làm việc tại ngân hàng Julius Baer đã đánh cắp bí mật công ty, vi phạm thỏa thuận bảo mật mà người đó đã cam kết. Thẩm phán đã phán quyết có lợi cho bên Nguyên. Vì thế, Wikileaks.org đã bị rút ra khỏi mạng Internet. Bên Nguyên hí hửng đã cho rằng chúng tôi đã bị xóa sổ. Điều đó chứng tỏ họ chẳng hiểu gì về nguyên tắc hoạt động của Wikileaks cả. Nếu một website bị rút ra khỏi mạng Internet, ngay lập tức hàng trăm website tương tự sẽ xuất hiện. Trên thực tế thì họ không thể buộc chúng tôi im lặng. Một làn sóng phẫn nộ đã dâng lên trên phạm vi toàn cầu. Điện thoại của chúng tôi đã reo liên tục, bất kể ngày đêm. Các phóng viên từ nhiều nước khác nhau muốn phỏng vấn chúng tôi. Phải mất mấy ngày thì chúng tôi mới có thể trả lời toàn bộ số email nhận được. Do vấn đề thay đổi múi giờ, nên tôi không thể nào ngủ được trong khoảng thời gian lưu lại tại California. Hàng loạt các bài báo, phóng sự đưa tin về vụ Julius Baer và Wikileaks. Giới phóng viên rất tinh ranh, họ nêu ra khoảng 200 website khác để những người truy cập có thể đến với Wikileaks. Tờ New York Times, thời báo New York, đã viết khá nhiều bài về vụ án này và đăng địa chỉ IP của chúng tôi ngay trên trang nhất. Hãng CBS News đăng một tích rất lớn, tự do ngôn luận, có một con số để gọi, cùng với địa chỉ IP của Wikileaks. 88.80.13.160 Wikileaks đã được nhiều người biết đến, đã có thứ hạng, và thậm chí có thứ hạng cao là đằng khác. Đầu năm 2008, nội trong vài ngày, Wikileaks đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Nếu không có đơn kiện của Julius Baer, có lẽ chúng tôi không thể thành danh nhanh như thế. Chúng tôi nhận được rất nhiều cam kết ủng hộ, giúp đỡ và đặc biệt là được cung cấp rất nhiều tài liệu mới. Trong đời, tôi chưa bao giờ thấy một dự án nào lại thăng tiến nhanh như Wikileaks. Đỉnh cao của sự thành công này là chúng tôi đã đánh bại đám luật sư ngạo mạn nói trên. Chưa đầy 10 ngày sau, các thẩm phán của tòa án California đã phải sửa lại bản án và Wikileaks đã được phép tiếp tục hoạt động. Một tuần sau đó, ngân hàng Julius Baer đã phải rút lại đơn kiện. Mới đây, tôi được biết các cuộc điều tra về gian lận thuế ở châu Âu đã khiến cho số tiền gửi vào Julius Baer giảm sút đột ngột. Ngoài ra, ngân hàng này cũng không còn dám khởi kiện Wikileaks nữa. Chúng tôi đã công bố tất cả những thư từ đã được trao đổi qua lại với cái luật sư đại diện cho Julius Baer. Giả như Julius Baer không làm rùm beng chuyện đó, thì tổn thất của ngân hàng này cũng không đến mức to lớn như hiện nay. Nhìn bề ngoài, người ta tưởng rằng Wikileaks có một ban thông tin liên lạc khá hùng hậu. Trên thực tế, ngay cả vào thời kỳ Hoàng Kim, số người làm việc cho Wikileaks chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói thật ra, chỉ có tôi và Julian Assange làm công việc thông tin liên lạc với bên ngoài. Nếu một ai đó ký tên Thomas Bellman hoặc Leon ở bộ phận kỹ thuật trả lời email, thì người đó chính là tôi. Julian Assange cũng làm việc với rất nhiều bí danh mà anh ta có thể nghĩ ra được. Khi được yêu cầu giúp liên lạc với nhiều người khác đang làm việc cho Wikileaks, tôi sẵn sàng cung cấp một loạt địa chỉ email. Nhưng thậm chí ngay cả bây giờ, tôi cũng không biết những cái tên này có là người thật hay chỉ do Julian Assange bịa ra. Jay Lim là người chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi liên quan đến luật pháp. Jay Lim là ai? Đó có thể là một người Trung Quốc. Tôi chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với anh ta. Trong một thời gian dài, chúng tôi chỉ có một máy chủ duy nhất. Cơ sở hạ tầng của chúng tôi cần được mở rộng. Khi máy chủ Wikileaks ngừng hoạt động, người ta thường cho rằng máy chủ của chúng tôi hoặc là bị đối thủ tấn công hoặc bị kiểm duyệt. Không mấy ai lại có thể ngờ rằng
đó là do trục trặc kỹ thuật, do công nghệ vô cùng lạc hậu, cũng có thể do lề lối làm việc thiếu chuyên nghiệp và kinh suất của chúng tôi. Nếu lúc đó đối thủ đã biết rõ rằng chúng tôi chỉ là hai kẻ mạnh mồm với một máy chủ cũ nát, thì họ đã có cơ hội ngăn chặn đà phát triển của WikiLeaks, hoặc ít nhất cũng có thể gây cho chúng tôi khá nhiều phiền toái. Năm 2009, trong một hội nghị thường niên của Chaos Communication Congress, hội nghị cuối cùng mà tôi và Julian cùng tham dự, hai chúng tôi ngồi nghe giới thiệu một chương trình phân tích về văn học. Chủ đề rất đơn giản là những dạng tác giả đích thực từ các đoạn văn, phong cách, từ ngữ và cách đặt câu rất khác nhau. Tôi lấy chân đá nhẹ Julian, nhìn nhau và đột nhiên phá lên cười. Nếu có ai phân tích những tài liệu của chúng tôi với chương trình này, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra đằng sau các loại thông báo báo chí, tóm tắt các loại tài liệu và các cuộc tiếp xúc với báo giới qua mạng, chỉ là hai kẻ cố tình che giấu nhân thân với đủ loại văn phong, ngôn ngữ màu mè hoa mỹ. Con số tình nguyện viên cũng được phóng đại hết cỡ. Ngay từ đầu, chúng tôi đã khoe rằng WikiLeaks có tới hàng nghìn tình nguyện viên và hàng trăm người tích cực trợ giúp. Thực ra, chúng tôi cũng không nói dối, mà chỉ đơn giản đếm số người đã truy cập địa chỉ email của chúng tôi. Những người này đã bày tỏ muốn giúp đỡ cho dự án WikiLeaks. Hầu hết trong số họ chẳng hề giúp được gì cả mà chỉ để lại tên trong danh sách. Trong tháng đầu tiên tại WikiLeaks, tôi không nhận ra ngay điều đó mà thường phân vân tự hỏi còn có ai nữa tham gia WikiLeaks ngoài Julian, người mà tôi thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện hay không? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến bất cứ người nào cùng chúng tôi làm mọi công việc. Khi tôi nhận ra rằng có rất ít người đang làm việc cho WikiLeaks, cái cảm giác mình đang đóng vai trò quan trọng được nhân lên. Tôi thật sự thích thú với việc tuy ít người, nhưng công việc của WikiLeaks lại rất hiệu quả. Điều này đã khiến cho tôi càng hăng say làm việc. Các tài liệu công bố về Julius Bohr đã đụng chạm đến Ralf Schneider, một kiến trúc sư người Đức lương thiện. Theo người tố giác, ông ta đã nằm trong danh sách những kẻ trốn thuế. Ông đã viết cho chúng tôi một email, trong đó nói rằng ông rất muốn và sẵn sàng chuyển hàng triệu Mỹ Kim sang Thụy Sĩ, giả như ông có số tiền đó trong tay. Nội dung bức thư khiến cho tôi thực sự choáng váng. Người cung cấp thông tin, bất kể người đó là ai, thường cung cấp thêm một số tài liệu liên quan nhằm giúp cho chúng tôi tìm hiểu cặn kẽ các tài liệu. Lỗi này nằm ở một sự nhầm lẫn tên họ. Ông kiến trúc sư người Đức Ralf Schneider đã bị nhầm tên với một thủ phạm chính người Thụy Sĩ có tên Ralf Schneider. Ngay lập tức xuất hiện trên WikiLeaks dòng chữ, một vài tài liệu, một vài tình tiết cụ thể và một số bình luận do ba nguồn khác nhau cung cấp trong vụ Julius Bohr có thể là chưa chính xác hoặc bị xuyên tạc. WikiLeaks đang tiếp tục điều tra vụ này. Ba nguồn tin khác nhau, nghe có vẻ hay đấy, nhưng lại là hoàn toàn bịa đặt. Tại sao chúng tôi lại không im lặng xóa cái tên Ralf Schneider ra khỏi danh sách, một khi những thông tin được tiết lộ gây khó cho ông ta? Khốn nổi, chúng tôi không thể ngay lập tức xóa tên ai đó ra khỏi danh sách chỉ vì một bức email, một lời cầu khẩn và sự nhầm lẫn của chúng tôi. Chúng tôi mong ông ta rộng lòng đại xá. Nhưng việc đầu tiên quan trọng cần làm, kiểm tra lại độ chính xác của thông tin trước khi cải chính. Ông
Snyder đã nói đúng. Nếu gõ cụm từ kiến trúc sư Ralph Snyder lên trên Google, ngay lập tức kết quả sẽ cho ra một người liên quan đến vấn đề gian lận tài chính. Ông ta hoàn toàn có thể chứng minh rằng những thông tin trên không hoàn toàn xa lạ với hồ sơ cá nhân của ông. Ông viết, tôi không có nhà ở Maloka, không có liên hệ với ngân hàng nào ở đảo Cayman và cũng chưa bao giờ sinh sống ở nước ngoài. Tôi đã yêu cầu luật sư của tôi đề nghị cơ quan công tố truy cứu tội vu cáo này. Thực ra, chúng tôi không muốn thay đổi những gì đã công bố, mà chỉ muốn thay vào đó một lời đính chính. Nhưng sau đó gần một năm, kiến trúc sư Snyder một lần nữa thông báo cho chúng tôi biết rằng tên của ông ta vẫn tiếp tục xuất hiện trên Google và có đường dẫn đến địa chỉ website của chúng tôi. Sau đó, tôi đã tự tay chỉnh sửa, xóa tên ông ta ra khỏi danh sách và cập nhật ở phần tư liệu của WikiLeaks. Theo như những gì mà tôi được biết, kiến trúc sư Snyder không hề liên quan đến vụ tiết lộ vừa qua của WikiLeaks. Tôi rất lấy làm tiếc cho ông ta vì theo tôi biết, ông là người duy nhất bị nhầm lẫn trong các vụ công bố của WikiLeaks. Các vụ khiếu nại, gây áp lực và đe dọa khác mà sau này WikiLeaks đối mặt, rốt cuộc cũng chỉ là mưu toan che đậy những hành động xấu xa mà người ta từng mắc phải. Những người này thường thông qua Google để lần tìm địa chỉ của WikiLeaks. Họ đã làm toán lên và sau đó không từ một thủ đoạn này, từ nài nỉ, hối lộ cho đến đe dọa để chúng tôi xóa tên họ khỏi danh sách. Chúng tôi không hề lo sợ mà thậm chí còn cảm thấy thích thú khi đối phó với họ. Trong một trường hợp khác, chúng tôi đã cho công bố đơn kiện của Rudolf Elmer. Cho đến năm 2003, ông ta từng giữ chức vụ phó giám đốc chi nhánh của ngân hàng Julius Baer ở đảo Cayman. Năm 2008, ông ta đã kiện lên Tòa án châu Âu những hành vi vi phạm Công ước Nhân quyền. Rất nhiều người đã nghĩ rằng Elmer chính là người cung cấp thông tin cho WikiLeaks trong vụ Julius Baer. Sau khi bị Julius Baer buộc thôi việc, Rudolf Elmer đã tích cực hoạt động chống lại luật ngân hàng của Thụy Sĩ. Trong phần chú giải của đơn kiện này có ghi rằng, đơn kiện này có liên quan đến ông John Riley, từng làm việc cho Julius Baer. John Riley là một nhà đầu tư tài chính rất nổi tiếng. Ông này được biết đến là một nhà tài trợ lớn cho các dự án xã hội và cũng là mạnh thường quân. Vài ngày sau khi WikiLeaks công bố các tài liệu về Julius Baer, có một người tên là Richard Cohen đã liên lạc với chúng tôi. Ông ta đã bắt đầu lá thư bằng việc chúc mừng thành công của WikiLeaks. Sau đó, ông ta tiếp tục ca ngợi chúng tôi, rồi kết thúc với đề nghị muốn quyên góp tiền cho chúng tôi. Nhưng do PayPal vào thời điểm đó bị trục trặc, ông này sẽ không sử dụng phương pháp trả tiền trước, mà muốn lập một quỹ riêng tại Manhattan. Bên cạnh đó, ông ta nói, thông qua WikiLeaks, ông ta đã tình cờ biết đến một vài thông tin liên quan đến việc đầu tư. Làm sao lại có chuyện John Riley dính dáng đến vụ gian lận thuế má nhỉ? Ông ta đã tỏ ra rất nghi ngờ về điều này và e rằng có thể chúng tôi đã mắc lỗi nào đó trong khâu dịch thuật. Với giọng mềm mỏng của ông Cohen thay đổi ngay lập tức khi nhận ra được câu trả lời rằng quá trình dịch thuật của chúng tôi rất tốt, không mắc phải sai sót nào. Chúng tôi đã bị gây sức ép từ nhiều phía, từ các luật sư, từ các công tố viên cho đến kiểm toán viên. Họ dọa sẽ thông báo cho tổ chức minh bạch quốc tế, và nếu có thể thì thông báo cho cả Chúa Trời. Cái ông Cohen này hùng hổ đe dọa xé chúng tôi ra từng mảnh nhỏ, đập chết như đập chết một con gián, rồi sau đó dí nát dưới gót giày. Câu trả lời sau đó của chúng tôi còn ngắn gọn hơn lần trước. Đừng phí phạm thời gian với chúng tôi và cả của ông bằng hành động ngu ngốc này.
đã phải thừa nhận rằng đôi khi tôi rất khoái chí khi chọc giận được đối thủ. Ngay cả tôi cũng đã từng bị một vài người chọc cho tức điên lên. Dù sao đi nữa, một bức thư với một lời chúc mừng chiến thắng cũng mang lại cảm giác tốt lành. Đầu xuôi thì đuôi cũng lọt. Chúng tôi đã tung lên mạng tất cả các bức thư phản hồi, cả những lời khen ngợi lẫn những lời nguyền rủa. Sau khi chúng tôi làm điều này, các cuộc công kích chúng tôi thường bị xì hơi, đột ngột chấm dứt. Theo quan điểm của chúng tôi về tính minh bạch, chúng tôi đã công bố tất cả những gì nhận được, không còn lựa chọn nào khác, bởi vì người ta có thể buộc tội chúng tôi thiên vị. Bất kể những tài liệu này đụng chạm đến cánh tả hay cánh hữu, đến những người lương thiện hay những kẻ xấu xa, chúng tôi vẫn công bố tất cả, trừ những gì cực kỳ vô bổ. Đôi khi chúng tôi cũng đi quá đà và không chịu bỏ đi những email cá nhân đụng chạm đến người thứ ba, hoàn toàn vô can. Chúng tôi đã công bố việc trao đổi thư tín của David Irving, vì thế đã vô tình làm hỏng chuyện thuyết giảng của ông ta ở Mỹ. Sau khi biết được những trao đổi thư từ của Irving, ban tổ chức đã không còn hứng thú gì đến việc mời ông ta thuyết giảng nữa. Và cũng vào thời điểm đó, những email này đã tiết lộ cách đối xử thô bạo của Irving với nữ phụ tá của ông ta. Rất có thể, việc công bố số thư từ nói trên đã gây rất nhiều phiền toái cho người nữ phụ tá này. Có ai muốn bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ là nạn nhân? Nhưng việc công bố trên của chúng tôi là tuân thủ nguyên tắc trung lập và phục vụ cho tính minh bạch. Đối với Julian, nguyên tắc bao giờ cũng đã được đặt lên hàng đầu. Khi một nguồn cung cấp thông tin cho chúng tôi phát hiện ra lỗ hổng trong hệ thống bảo mật website của Thượng nghị sĩ Mỹ Norm Coleman của tiểu bang Minnesota và gửi cho chúng tôi một số tài liệu mật, Julian đã muốn không chỉ công bố danh sách những người ủng hộ cho vị Thượng nghị sĩ này, mà còn cả mã số thẻ tín dụng của họ. Trước khi công bố, chúng tôi đã gửi email đến tất cả những người có tên trong danh sách để họ kịp thời chặn tài khoản. Sau khi tranh luận khá lâu, chúng tôi đã nhất trí bôi đen phần cuối cùng của dãy số trên thẻ tín dụng. Julian Assange dường như thích gây phiền toái cho người khác. Anh ta giải thích với tôi rằng con người thường thích chọc quấy lẫn nhau. Quý vị vừa nghe xong phần 2 trong tự truyện Hậu trường Wikileaks của Daniel Domschenberg. Xin mời quý vị đón nghe phần kế tiếp vào lần tới, cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR, phát đi từ thủ đô Washington. Lê Ngọc xin kính chào quý vị.